ngạch điều hưu nhỏ giọt, đường mòn lối mở tấp nập suốt ngày đêm. Hàng trăm khối hàng được thông quan bởi những trạm thu giá tên gọi là bảo kê. Bảo kê, họ là những ai? Cơ quan chức năng hay dân thường? Phóng viên báo Người Tiêu Dùng sẽ tiếp tục lật dở những chứng cứ, lật mặt những tổ chức, những đường dây bảo kê cho buôn lậu ở Lạng Sơn. Sự thật sẽ phải được lên tiếng. Cửa khẩu biên giới Cốc Nam. Đây là cửa khẩu chính ngạch kết nối giao lưu thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Các doanh nghiệp muốn hàng hóa thông quan phải hoàn thiện các thủ tục liên quan như tờ khai, kiểm định chất lượng, thuế. Trong hàng nghìn tờ khai của 6 tháng đầu năm, không có tờ khai nào liên quan đến Đông Dược. Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam cũng khẳng định chưa bao giờ thấy Đông Dược đi qua cửa khẩu này. Mặt hàng Đông Dược thì là cái mặt hàng mà đòi hỏi cái yêu cầu quản lý về chính sách mặt hàng cũng như là quản lý về chất lượng rất là chặt chẽ, nên là trường hợp mà qua cửa khẩu ấy thì sẽ được thực hiện cái kiểm soát chặt chẽ về mặt chất lượng trước khi nhập khẩu. Nhưng mà tại chi cục ấy thì trong năm vừa rồi ấy, chưa có một cái lô hàng nào Đông Dược nào mà nhập khẩu qua chi cục. Cũng theo ông Nghĩa, thời gian gần đây cửa khẩu này điều hưu bất thường, hàng hóa nhỏ giọt, cả ngày ở đây chỉ chứng kiến lác đác vài tờ khai. Theo dự đoán của ông Nghĩa, có thể hàng hóa đã đi theo đường khác. Còn đây là kho chứa tang vật bắt được của lực lượng biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, đơn vị quản lý đường biên từ cửa khẩu Cốc Nam đến cửa khẩu Tân Thanh. Trong kho hàng này, không có hàng nào là Đông Dược. Đối với địa bàn Tân Thanh thì từ đầu năm đến nay chưa phát hiện có vụ nào là có Đông Dược. Chủ hàng Việt Nam, chủ hàng Trung Quốc cùng hàng trăm cửu vạn tấp nập đóng bốc xếp hàng và vận chuyển về phía đường mòn biên giới. Một cảnh tượng buôn lậu khủng khiếp, và đương nhiên hoạt động buôn lậu này có sự bảo kê. Và thứ để hàng hóa được thông quan đương nhiên là tiền. Người này đang thu tiền và người này cũng đang thu tiền. Theo các cửu vạn, để một vác hàng 80-100kg qua biên giới chót lọt thì họ phải nộp cho bảo kê đường đi ở Trung Quốc 20.000 đồng, nộp cho bảo kê trên mốc biên giới 100.000 đồng, nộp cho bảo kê từ biên về kho ở chợ Đồng Đăng là 20.000 đồng. Và cứ thế, trăm tấn, nghìn tấn hàng lậu, hàng hết đát, hàng rác thuốc lũ lượt được thông quan với tấm vé thông hành là tiền. Chứng kiến những hình ảnh này, ông Trần Hùng, Cục Phó Cục Quản lý Thị trường không khỏi bức xúc. Để cái tình trạng buôn lậu mang vác vận chuyển đi rất là công khai, rất là đi rầm rộ như vậy mà các lực lượng chức năng, và đặc biệt theo cá nhân tôi thì trách nhiệm chính sẽ là lực lượng biên phòng. Theo chân những cán bộ thuộc trạm biên phòng Cốc Nam, đồn biên phòng Tân Thanh, chúng tôi mới thấu hiểu được những khó khăn của lực lượng biên phòng khi quản lý đường biên. Thật bất ngờ, con đường đi tuần của các chiến sĩ vô cùng đặc biệt. Những bờ tường, phiến đá vốn khô cạnh, nhưng ở đây không ai mài mà cũng nhẵn nhụi đến lạ. Ôi, những viên đá ở đây nó phải nhân thín lại. Ủa, hàng này chị bác từ đâu qua đây chị? Sao lắm người cái này? Bác hàng đi đâu rồi? Em xin cái này. Hoa Giang ở nhà ai? Hoa Vấn luôn. Hoa Ngõ đây. Bác hàng đi đâu rồi? Hoa Giang ở nhà ai? Nửa cơm điện bây giờ này, tấp nập quá bây giờ này. Bắt xong đi. Bỏ hàng đi à? Các cán bộ cho biết đường nhẵn nhụi, đá nhẵn nhụi là do lực lượng phải đi tuần nhiều nên mới vậy, chứ ở đây không hề có buôn lậu. Những hình ảnh do phóng viên cung cấp có thể là địa bàn quản lý của đồn biên phòng Hữu Nghị. Đấy, cho nên chứ không phải là cứ nhìn vào đây là đánh giá là
hàng đoàn người kéo lên là không phải. Lát mình, nếu mà bên này là cục quá, của mình hay bên Hữu Nghị, của Hữu Nghị từ đây. Còn đồn trưởng đồn Hữu Nghị lại phủ nhận và cho rằng những hình ảnh đó địa phận quản lý của đồn biên phòng Cốc Nam. Vậy là hai đồn mải biết đá trách nhiệm cho nhau, trong khi buôn lậu vẫn ồ ạt đưa hàng qua biên giới bất chấp. Từ những hình ảnh này dễ hiểu vì sao Lạng Sơn luôn là điểm nóng buôn lậu. Người tiêu dùng trong nước luôn phải ăn, phải dùng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đến lúc này, câu trả lời cho câu hỏi ai đã thông quan cho hàng lậu, có lẽ cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vẫn đang đi tìm câu trả lời. Nhưng chắc chắn khán giả đã có câu trả lời.